Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay thì các hãng hàng không trong nước chính thức mở bán vé Tết Mậu Tuất 2018 trên toàn mạng bay nội địa. Trong thời gian cao điểm từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 2018, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng, Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 1,4 triệu chỗ, tăng gần hơn 128.000 chỗ so với năm ngoái. Hãng Jetstar cũng mở bán gần 540.000 chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này. Đặc biệt các hãng sẽ không tăng giá vé nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết. Hiện chính phủ chưa công bố lịch nghỉ Tết Mậu Tuất nên các hãng hàng không mới công bố kế hoạch bay trong chính sách giá của mùa đông. Khi có lịch nghỉ Tết sẽ tiếp tục điều chỉnh. Đại diện các hãng hàng không cũng khuyến cáo người dân chủ động đặt vé sớm để có giá tiết kiệm và không xảy ra tình trạng khan hiếm.